Vâng, xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì lại lên sóng cho anh em một mẫu đẩy liền vang cực kỳ là gọn nhẹ, công suất khỏe đấy, mà giá thành thì rất là hợp lý. Đấy, với chiếc đẩy liền vang này thì đến từ thương hiệu Kiwi, có mã là BD7500 anh em nhé. Đấy, về mẫu này thì chúng ta sẽ được trang bị là sản phẩm công suất và liền vang cơ nai số anh em nhé. Đó, thì tất cả tích hợp trong một sản phẩm đã cho phép chúng ta có thể là hát hò rất là dễ, là chỉnh, đặc biệt là về vấn đề chỉnh nhé. Con này chỉnh rất dễ luôn, đã chỉnh rất dễ và được bị trang bị thêm một màn hình rất là to. Và bây giờ thì em sẽ xin mời anh em cùng em mà tìm hiểu về cái chiếc đẩy liền vang này. Được mang trên mình là công suất là 750W, chúng ta có thể là thoải mái chơi những cái dòng loa full 30 thì chúng ta có thể chơi thoải mái luôn. Đấy, về thiết kế thì hai bên thì chúng ta sẽ có hai nút volume này, một bên này thì chúng ta sẽ là volume của mic này. Đó, và các bác khi mà các bác vặn lên thì đồng thời cái mic này nó sẽ lên, ok chưa, và vặn về thì nó sẽ về. Và bên này thì chúng ta sẽ có volume của nhạc đấy, anh em thấy music ở bên trên này nó sẽ là lên xuống đó. Và đặc biệt là cái chiếc app này nhá, nó rất là bon đấy, nó rất là trơn tru. Khi mà chúng ta có cảm giác mà khi mà các bác vặn lên xuống này, chúng ta có cảm giác cực kỳ là thích tay đó. Ở bên này thì chúng ta sẽ có đường input này, chỉnh chế độ đầu vào như là hoa sen này, AV1, bên này chính là AV2 này đấy. Rồi các bác có thể kết nối Bluetooth này đó, kết nối cổng USB này, cổng quang này. Nói chung là con này nó sẽ có đầy đủ các cái tín hiệu đầu vào đấy, Bluetooth, cổng quang rồi USB có đầy đủ hết nhá, để anh em có thể chơi nhạc số. Còn anh em chơi analog thì chúng ta sẽ dùng hoa sen 1 hoặc 2 đó. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh được là reverb đấy và echo riêng biệt anh em nhé. Đấy, echo thì chúng ta sẽ chỉnh delay và repeat thì qua cái phím bên này, anh em thấy không? Đấy, delay này, repeat này. Đấy, rồi đây là reverb này. Đó, reverb, và đây là echo reverb, anh em có thể tăng giảm ở đây nhé. Đấy, tăng giảm ở đây luôn bằng cái mic nút effect này này. Đó. Và con này thì có trang bị thêm trồng hú, có trang bị thêm trồng hú cho anh em nhé. Có trồng hú luôn này. Đấy, và đây là em đang kích hoạt trồng hú qua cái nút này, anh em thấy không? Đấy, các bác có thể bấm tắt hoặc bật này. Đó, để trùng hú nhá. Rồi bên này thì chúng ta sẽ chỉnh equalizer của nhạc. Đấy, bass trung chép, và bên ngoài cùng này là ba năng này, nó sẽ là chỉnh cân bằng loa, cân bằng loa. Đấy. Bên mic này thì chúng ta sẽ chỉnh được bass trung chép của mic này. Và đây thì chúng ta sẽ chỉnh hệ thống effect thì em vừa giới thiệu rồi, đúng không ạ? Đó, còn đây thì chúng ta sẽ có cho phép là sử dụng là hai đường mic đằng trước. Đấy, chúng ta có thể sử dụng mic dây. Đó. Thế nên tổng thể của mặt trước của cái chiếc đẩy liền vang này. Thế còn mặt sau, em sẽ quay mặt sau cho anh em cùng xem qua nhé. Về cái cách kết nối. Là cách kết nối con này thì rất là đơn giản. Đó. Đầu tiên thì anh em có thể cắm nguồn điện 220 nhé. Con này chạy điện 220 này. Bên này chúng ta sẽ có quạt gió nằm mát cho hệ thống bên trong này. Đó, và chúng ta sẽ có đường ra loa. Ra loa bằng cái đường jack speaker, đường jack Neutrik này anh em nhé. Đó. Rồi con này thì đây là anh em nhìn chữ bass out, đây chính là chỉnh siêu trầm này. Đấy, cắt tần số thấp và chỉnh volume của trầm này. Đấy, đằng sau này nó sẽ mic 3 mic 4, anh em có thể sử dụng mic không dây. Đấy thì dây nó sẽ gọn hơn là chúng ta cắm ở đằng trước, đúng không ạ? Đấy, và ngoài cái việc mà chúng ta ra loa bằng jack speaker này ra thì chúng ta sẽ có thể ra loa bằng cắm cọc đỏ đen này. Đấy, speaker out này. Đó. Rồi tiếp theo, đây là chúng ta sẽ có đường livestream nhá. Đường livestream này, rec out này, anh em có thể livestream trực tiếp vào đây. Anh em nào mà hay livestream hát hò trên Facebook, YouTube đó thì các bác có thể là cắm livestream ở đây. Ở đây là đường vào hoa sen này. Đấy, giới hạn âm lượng của nhạc này, cổng quang này, Bluetooth này. Đó, tổng thể con này thì thấy rằng là kết nối nó rất là dễ và đơn giản, đúng không ạ? Thiết kế gọn nhẹ, và đặc biệt con này trang bị mạch cắt hát nhé. Mạch cắt hát đó, nhìn nó rất là mỏng và thiết kế rất là đẹp, nhìn nó vuông thành sắc cạnh anh em này. Đấy, nhìn vuông thành sắc cạnh và chất âm thì rất là tuyệt vời nhé. Con này tiếng nhạc, tiếng mic rất là hay. Đấy, tiếng nhạc, tiếng mic rất hay, và khi mà anh em mua thì em đều bao test. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra giúp em. Đấy, nhận hàng kiểm tra. Đấy, nhận hàng kiểm tra giúp em về cái thiết bị này. Đấy, và đặc biệt nó sẽ có thêm cả điều khiển từ xa cho anh em luôn. Đấy, anh em mua sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc điều khiển này. Đấy, điều khiển này chính là điều khiển của Kiwi. Đấy, anh em có thể là điều khiển từ xa được luôn ở trên cái thiết bị này nhá. Đó, giá thành thì chúng em đang bán giá là 5.200.000. Đấy, chỉ có 5.200.000 thôi. Anh em có ngay một chiếc đẩy liền vang rất là gọn nhẹ. Đấy, rất là gọn nhẹ và tiện dùng luôn nhá. Đấy,
Anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp với tuyên vụ chúng em để được hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.